Và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Kiro đây. Ok, thì đây là tập thứ 3 trong chế độ sinh tồn mini world của mình. À quên mất, trước khi xem video này thì xin các bạn hãy like và share, ấn đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé, để mình có càng nhiều động lực làm những video tiếp theo được hay hơn, chất lượng hơn và hấp dẫn hơn. Bây giờ chúng ta let's go. Mình đang ở trong một cái hang, lâu rồi không vào lại, thế là cũng không nhớ, sorry mọi người, rằng là mấy ngày rồi mà chưa ra video. Wow, bên kia có đá điện mọi người ạ. Mình sẽ nhảy qua bên kia và lấy một chút đá điện. May quá không ngã. Không biết ở đây có bạn nào hỏi thăm không đây. Hơi lo, sợ ông nào ông tận sau lưng mình. Đá điện thì cứ lượm về thôi. Hiện tại cũng chưa biết rằng là mình sẽ chế cái gì. Hey, đào mấy ngày trời, bây giờ lên không biết là mọi thứ nó có thay đổi hay không, có gì hot không. Trời tối rồi, thôi chắc là mình phải đi ngủ thôi, không là nó tụi nó tí đầu chết. Nhưng mà thôi, cái đó thì tính sau đi, chúng ta cứ để đồ vào đây đã. Ôi nghe tiếng con nổ này, con nổ ở đâu vậy ta? Ôi, hello motherfucker. Ôi, holy shit, holy shit, oh my god, what the trứng, holy shit. Một vụ đánh bom kinh hoàng diễn ra tại căn nhà số 50 của Kiro. Thật là nguy hiểm, may mà không chết. Mình có bộ đồ áo giáp nên là không bị sao. Thật là nguy hiểm mà. Thôi mình cần phải trị thương. Mình sẽ ép cái kiếm. Lửa, thuộc tính lửa. Hồ biến. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy trời nó cho mình thuộc tính lửa. Ui rồi ôi, đánh bay. Trời ơi, đánh bay. Bay làm gì bây giờ? Bay có tác dụng gì mấy đâu. Thôi cũng được. Đánh bay thì chắc là cái này chắc là mình sẽ diệt được con trứng thôi. Bởi vì mình sẽ đánh cho nó không có nổ được đây. Wow, có hơi quá không? Đánh phát văng lên trời chết luôn. Mình sẽ kiếm con khỏe khỏe hơn. Con này có khỏe hơn không? Đánh một phát văng lên trời chết. Này, tôi cần kim cương. I need kim cương. À đây, 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 đây. Wow. À, thấy rồi nha, đây nè. Ở đâu rồi? Ủa? Ủa, mình vừa mới thấy mà. Đây nè, đây nè. Thấy rồi nha, coi chừng đó nha. Ồ mày quá. Ui, ngay sát bên này luôn. Đây này. Ê, lại thêm một viên kim cương nữa. Rồi, hi hi hi. U
2 viên liền kề, 8 viên nha mọi người. Wow, kèo này căng. Ê, đói 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 đói, ăn cá ăn cá ăn cá. Mình quên mất. Đi nào. Có không? Không có. Không có các bạn ạ. Rồi khu này chắc là không có thật rồi. Mình sẽ đi xa hơn nữa. Ở đây à? Ở đây các bạn ạ. À, ra là ở đây à. Căng nha. Thôi xong. Ấy dạ, đã hơi đau. À đây đây đây. Ê, hơi lâu. Mà không sao. Ôi, ôi, gì vậy? À con này bị chết ở đây à. À có dầu hắc đây rồi. Xong rồi, ok rồi các bạn ạ. Ổn rồi. À đi rồi đi rồi đi rồi. À ở đây à. Có thể lắm đây. Có thể nghi nghi lắm. Nhưng mà xuống thì mới biết được các bạn ạ. Mình thử ngó xem nào. Tôi om cái này. Có vẻ như nghi không ổn lắm. Mình tìm được một cái hang này. Hết gỗ rồi. Đây. Mình cần đuốc. À. Thấy rồi mọi người ạ. À. Ơi sao nó bị cái gì này? Cục này bị lỗi à? Ơi trên không này. Ơi. Xuống đây. Đúng rồi, thằng nào nữa. Bắn tao hơi lâu nha mày. Ui. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn này. Hết rồi, hết rồi. Wow. Bỏ cái này ra. Lấy thêm đồ về. Lại thêm yên nữa này. Ma hướng dương. Có cả cung. Cung thì lấy làm gì đó. Không cần lắm nhỉ. À còn rương phụ nữa. Dầu hắc. Wow. Có cả vàng. Đấy rồi. Thứ mình cần đây rồi mọi người ạ. Mình sẽ bỏ cái mũ sắt này lại. Cương thú à, khoai tây. Khoai tây, bây giờ bỏ gì ta, đánh to quá ta. Bỏ cái này đi. Khoai tây cũng được. Có khoai tây còn hơi không. Chỗ này nó hơi bị lỗi một xíu. Hài thật. Đã trở về nhà rồi đây. Cũng hy vọng là không có bom nào ở đây. Đóng cửa đi ngủ. Kẻ tát. Ok. Thì có lẽ mình sẽ xin dừng video tại đây.
Ngày hôm nay chúng ta đi tìm được khoảng mấy cái nhà lao rồi, khá là thơm tho đây. Mỗi lần mình sẽ chế cái cổng lòng đất và đi xuống kiếm vài vật dụng nữa. Bây giờ thì nếu bạn thấy video này hay, hay thì cho mình xin một like, một share, đăng ký kênh ủng hộ với mình nhé. Bây giờ thì tạm biệt các bạn, bye bye.